Hello, chào các bạn. Hôm nay đám giỗ cậu Bảy. Đây là em của mẹ mình nha các bạn. Mẹ mình thứ 6 và ông này thứ 7. Đây là Lâm Phương. Con thứ 5 của cậu Bảy mình. Hôm nay nó cúng giỗ bà mình tới trời. Lên YouTube đó nha. Bây giờ đó chị uống với anh ba. Uống rồi. Trời ơi, mặt này mà uống đâu. Trời ơi, có nhiêu hơi gì mà uống. Uống như đây nè. Đây, đám giỗ hai người đầy đây các bạn ơi. Nó là cái Út á các bạn, Út Kiều á. Đấy. Nó qua đây với chồng á, chồng ở Việt Nam á. Cậu của mình cần luôn á, có tin không nhỉ? Đâu con mời thịnh đâu con mời thịnh người hả? Ủa thằng này thằng nào dốc lực quá vậy? Bây giờ mày nhớ bông bỏ túi nữa kìa. Trời ơi, nó ăn ớt rồi, không có sai. Mới đi nhận thay đồ nè. Ai hết luôn. Trời ơi, trời ăn gì cái tô bự như vậy. Cái cây su của hổng á, kêu để tao bứng cho không chịu. Mày bứng đứt rễ về chết queo rồi. Trời ơi, lại à, không biết cầm chết cây đó thường á. Chết cây đó thường á. Chết queo rồi. Nhưng mà nó còn nằm, cái củ nó nằm đó, cái lá nó héo rồi. Trồng xuống, cắt lá bỏ rồi. Mày có dây nó còn xanh trên lè hả? Cái dây nó còn xanh lè hả? Cô đang
biết luôn đó. Thank you.
Nhớ con thì ít mà nhớ anh yêu thì nhiều nè. Nhớ con ít, nhớ trai nhiều. Nên bây giờ mình phải giải giọng Thanh Hóa. Út Kiều ơi, thế em có nhớ anh không nhỉ? phá hồ về nhỏ khóc ngay. Bên đây vợ không khóc. Anh nhớ rồi. Vậy mà lại con có ba đô à? Mày phải đi. Vậy đó.
tình nữ nghĩa. Nó kêu gà ở đó hoài. Nó nhỏ. Qua bỏ chậm tay.